Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay với sự vượt bậc của khoa học, rất nhiều trong số các điều kỳ lạ đều đã được đưa ra những lời giải thích mang tính khoa học. Tuy nhiên, dù cho khoa học phát triển xa đến trình độ nào thì vẫn còn rất nhiều sự kiện phi thường chưa thể có được câu trả lời. Sau đây là một câu chuyện vô cùng bí ẩn, vẫn chưa có lời giải tại Sài Gòn, được báo Công an Nhân dân đưa tin, mời cộng đoàn cùng theo dõi. Có một truyền thuyết khá ly kỳ về khám Chí Hòa được truyền miệng ra ngoài là hầu như năm nào trong khuôn viên của trại đều bị sét đánh, và sau khi trại bị sét đánh thì bao giờ cũng có một hay nhiều hơn một cán bộ chết vì rất nhiều lý do. Đặc biệt, có năm sửa nhà thờ trong khuôn viên trại thì chỉ trong vòng vài tháng, 5-6 cán bộ đang công tác trong trại đã bị chết vì những lý do hết sức bất ngờ. Tôi cho rằng đó chỉ là truyền thuyết trong muôn ngàn những truyền thuyết tôi đã được nghe. Nhưng khi tiếp xúc với các cán bộ công tác trong trại thì mọi người cũng đều xác nhận chuyện khám Chí Hòa hay bị sét đánh hay chuyện cán bộ chết bí ẩn là có thật. Tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Văn Cao, người có 16 năm làm việc trong trại, để tìm hiểu bí mật này. Theo lời Thượng tá Cao kể thì trong khuôn viên trại còn có một nhà thờ, ngày nay được sử dụng làm hội trường của trại. Thực dân Pháp cho xây dựng nhà thờ này để rửa tội cho những người cộng sản mà chúng sẽ xử tử. Nếu theo quan niệm của phương Tây thì khi sống, con người ta dù phạm rất nhiều tội lỗi, nhưng trước khi chết, nếu người đó được rửa tội thì mọi tội lỗi sẽ được tha thứ và linh hồn người đó sẽ được lên thiên đàng. Nhưng nhà thờ này có kiến trúc khá đặc biệt và quanh nó cũng rất nhiều chuyện ly kỳ được truyền miệng cho đến nay. Về kiến trúc, nhà thờ được xây hình Chúa Giêsu trên cây thập giá. Cửa vào chính là chân, hai nhà nguyện là hai cánh tay bị đóng đinh đang dang rộng. Bàn thờ nơi cung thánh chính là phần đầu của Chúa. Người ta đồn rằng đây là nơi rửa tội cho những chiến sĩ cộng sản trước khi bị thực dân Pháp bắn, nên rất linh thiêng. Chiến tranh đã đi qua rất lâu, nhưng nhà thờ vẫn nằm sừng sững trong khuôn viên trại vì không ai dám dỡ bỏ nó. Thế nhưng có một biến cố xảy ra vào những năm 90 của thế kỷ trước. Vị phó giám đốc mới được cử về công tác trong trại, một người không tin vào những lời đồn thổi nhảm nhí, đã cho sửa nhà thờ thành hội trường, nơi diễn ra hội họp, hội nghị của trại. Nơi được người ta sửa chữa đầu tiên là cửa vào, vị trí chân Chúa. Người ta phá đi cửa cũ, mở một cái cửa đại hội vào hội trường. Nhưng việc sửa chữa chỉ mới được bắt đầu thì một sự cố lớn đã xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp 5-6 cán bộ công tác trong trại bị thiệt mạng vì những lý do bất ngờ như tai nạn, súng cướp cò, đột tử. Tất nhiên, rất có thể những tai nạn này xảy ra là ngẫu nhiên, trùng hợp với thời gian sửa chữa nhà thờ. Song lúc đó sự hoang mang bao trùm toàn trại, vị tân phó giám đốc thực sự dao động và cuối cùng ông quyết định sửa lại ngôi nhà thờ như thiết kế ban đầu, thuê thầy về cúng giải hạn. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, dường như báo ứng đã được hóa giải, những vụ chết bất đắc kỳ tử đã dừng lại hầu như ngay lập tức, cán bộ toàn trại thở phào. Có lẽ khi lắng nghe những câu chuyện này, một số người sẽ cho những câu chuyện âm khí, oán khí, chuyện sét đánh hay có người chết bất thường chỉ là những điều mê tín, là sự trùng hợp bị thổi phồng lên, thậm chí còn nghĩ rằng khoa học đã rất phát triển để có thể giải thích được những hiện tượng này. Nhưng nếu bạn đặt chân tới nơi đây, một mê cung không còn khái niệm phương hướng, không gian và thời gian, ngắm nhìn mô hình trận đồ bát giác hoàn hảo, chắc chắn bạn sẽ tự nhủ rằng còn quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp ở khám Chí Hòa, trại giam bất xuất trong lịch sử. Trại giam Chí Hòa, tên thường gọi là khám Chí Hòa, được Pháp xây từ năm 1943. Kiến trúc của Chí Hòa rất đặc biệt, do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng theo ngũ hành bát quái. Nó cao 3 tầng lầu có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc A, B, C, D, E, F, G, H, tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Cũng có người thì cho là kiến trúc này dựa trên bát trận đồ của Khổng Minh. Toàn bộ khu nhà giam này rộng 7 hecta. Do vậy, nó có lối kiến trúc độc đáo, vừa mang những đặc trưng cơ bản của kiến trúc Pháp, kiên cố, kín đáo, mới mẻ, vừa mang nét huyền bí,
âm dương, ngũ hành của phương Đông. Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng xây bịch kín ở phía ngoài, còn phía trong toàn song sắt. Chí Hòa chỉ có một cửa vào, người ta nói đó là cửa tử. Qua cửa đó là hệ thống đường hầm, đường đi bên trong đều thiết kế theo cung vị. Nếu không có người hướng dẫn, thì một người đi vào đó sẽ mất hết phương hướng, giống như lọt vào một mê cung đầu, không thấy đường ra. Nơi bị sét đánh nhiều nhất lại là tòa nhà quan trọng nhất, tòa nhà hình bát giác, nơi giam giữ hàng ngàn phạm nhân. Nếu bạn nghĩ những chuyện kỳ bí này chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người có đầu óc mê tín dị đoan, lý giải chuyện sét đánh, chuyện những cái chết bất thường. Tuy nhiên, sau những sự cố trên, một nhóm những nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã âm thầm nghiên cứu và lý giải mọi chuyện dưới góc độ khoa học. Một số nhà khoa học cho rằng bên dưới của tòa nhà có một mỏ quặng, đó mới chính là nguyên nhân tại sao ông trời hay nhắm vào tòa nhà đó và những cái chết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Riêng tôi khi bước qua cửa tử vào một mê cung đồ mà ở đó mất hết mọi khái niệm phương hướng, không gian, ngày đêm, thời gian, khi nhìn trên mô hình bát giác hoàn hảo bị khuyết với khu GF, mái ngói miệng sang bằng, bước chân vào nhà thờ nơi Chúa đang chịu đau đớn vì nhục hình, tôi tin nơi đây còn nhiều bí ẩn chưa lời giải. Ngày nay, khoa học đã rất phát triển, nhưng tự nhiên, vũ trụ vẫn còn đầy rẫy những bí ẩn mà chúng ta chưa thể lý giải, đang chờ chúng ta khám phá. Kính thưa cộng đoàn, nhân gian có câu, luật nhân quả không chừa một ai. Kinh Thánh lại có câu, giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Giờ đây, nhìn vào thực trạng ở Việt Nam và trên thế giới, không ít một số người ngông cuồng không tin vào Thiên Chúa, buông lời nhục mạ, xúc phạm tôn giáo hoặc hủy hoại nơi thánh, đập phá thánh tượng. Câu chuyện thứ hai tại giáo xứ Minh Đức tại thôn Bình Thành, xã Thanh Bình, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Tượng đài Đức Mẹ Maria hay còn gọi là Đức Mẹ Cột Đầu tại giáo xứ Minh Đức được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1932 đến năm 1975. Năm 1976, có hai người đàn ông lạ mặt đã tới khu vực tượng đài và bắn vào đầu tượng Đức Mẹ, khiến tượng bị mất đầu và tháp chuông dưới chân mẹ cũng bị sập. Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng giáo dân tại địa phương và trên toàn quốc. Từ khi tượng mẹ bị hai người đàn ông phá hoại, trong vòng một tháng sau, hai ông bắn đầu Đức Mẹ chết, một ông bị tai nạn bể đầu chết ngay ngã ba Sa Cát, một ông tổ chức đi Vũng Tàu chơi, giao súng cho người nhân viên ngồi trên bờ. Người nhân viên ngồi trên bờ nghịch súng thế nào, bị cướp cò, đạn bay đúng đầu sếp. Câu chuyện xảy ra ly kỳ và cũng có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự việc đã gây rúng động người dân ở đây một thời. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.